Đây là lần đầu tiên mà Ngân được ngồi trên lưng ngựa luôn mọi người ạ. À, nhưng mà ngồi không có yên luôn. Cảm nhận được cái da của nó. Trời, ta nói nó thích lắm mọi người ơi. Con tên gì? Con trai con tên gì? Hùng. Hùng á? Hùng. Hùng. Tụi em mê động vật lắm. Gần đi à. Không yên không cương nó hay đi lắm. Nghiêm. Rồi, Ngân nói chuyện nha. Yeah. Wow. Đây là lần đầu tiên mà Ngân được ngồi trên lưng ngựa luôn mọi người ạ. À, nhưng mà ngồi không có yên luôn. Cảm nhận được cái da của nó. Trời, ta nói nó thích lắm mọi người ơi. Sao vậy con? À, đuổi ruồi thôi chứ không phải đuổi Ngân mọi người ạ. À, bé này rất là ngoan nhá mọi người, rất là ngoan và hòa đồng. Đó mọi người thấy không ạ? À? Mới lần đầu tiên gặp luôn. Gặp chưa tới 5 phút luôn mọi người ạ. À. Cưng quá đi thôi. Mọi người đã bao giờ được cưỡi trên một cái con ngựa như thế này chưa mọi người? Trên một cái bé ngựa như thế này chưa? Nếu những ai mà mình đã cưỡi ngựa rồi hoặc là chưa cưỡi thì cũng comment ở dưới cho Ngân biết nha. Trời ơi, thích lắm luôn á. Với lại ngựa là nó rất là ghét bị ruồi bu. Cho nên là mọi người đang thấy đó, ai mà bu lên nó là lại ruồi bu lên nó chứ ai là bu. Có mình em bu nó thì có. Đâu, bây giờ em ngồi vắt chân một bên thì không biết có được không anh? À, rồi ok. Con chó con. Con tên gì? Con trai con tên gì? Hùng á? Hùng. Hùng. Cuối rồi anh. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây là bé Hồng. Hồng ơi, con lên YouTube con chào mọi người đi nha. Đó, Hồng giỏi. Hồng. Hồng năm nay là 3 tuổi. Good boy. Da của Hồng rất là mịn, lông tơ, rồi mình mẩy rất là sạch sẽ và cực kỳ thơm tho, thơm phức à. Con đang ngứa bị ruồi nè, để ba đuổi ruồi cho con nha. Rồi sáng mai ba đeo yên cho con, xong rồi ba lên ba chụp hình với con, chịu không? Đây, cho các bạn xem form dáng của Hồng, nhìn rất chắc chắn và ăn mập mạp. Người nuôi cực kỳ khỏe lắm nè, thì mới có được cái dáng này. Good boy! Đây, chụp một tấm hình. Ok, chụp hình nhạc không miếng hay không mi? Mọi người toàn là rờ mũi chó chứ chưa có được rờ mũi ngựa đúng không? Trời, nó sướng dễ mang luôn á. Trời, da mịn lắm luôn á. Sao da mũi con mịn quá vậy trời? Ở đây làm thì chỉ có hai chị em thôi. Hai chị em nữa thôi. Kìa xe kìa. Xe đi đâu? Ai đây? Dạ đúng ạ. Quang và Ngân đi nha. Gì vậy?
vậy, ăn quá vô duyên quá, đừng nói quanh nữa. Thì các bạn thông cảm tại đây đường dốc chứ không phải có ý gì nha. Tại đường nó dốc. Chói kìa, bị chói mặt em. Không kìa. Chói. Đàng hoàng, tờ chỉnh nè. Đây sẽ dắt cho các bạn đi là vườn tình yêu. Đó, vườn tình yêu, đi xuống dưới cái vườn tình yêu. Cái gì vậy trời, tự nhiên ngừng như thế này vậy. Nè. Đó, cá để chơi thì hào quá. Nè, đi dạo dạo vòng vòng ở đó, đi xe làm gì. Người đã khiến tim em rung động. Phải có nắng quay mới đẹp. Ừ. Kìa cái đàn dưới kìa. Ừ. Các bạn thân mến, mình đang đi đến một đoạn để chúng ta thấy được hai cái bộ mặt giả trân của ông Quang và bà Ngân. Rồi anh chụp cho em thử kìa. Đây, ông Quang và bà Ngân sẽ có cái cảnh này. Đó. Đây, mình sẽ chụp góc này nha. Chạy nhanh đi anh. Không, cái này phải quay màn hình ngang nó mới đẹp.